Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến và thăm và giao lưu với vườn anh Duy An, địa chỉ xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Vâng, ở một khu vườn chủ lực là xanh, kể cả từ những cây phôi cho đến hoàn thiện, từ tầm cỡ hàng khủng, hàng cẩu cho đến bonsai mini. Gì đấy? Dạ. Cái viên gạch đúng không? Và cái bên cạnh nó Anh vít xuống. không chịu được. Vâng, chúng ta thấy có một cái tác phẩm xanh mà thoạt nhìn tôi thấy phải nói là hết tả luôn. Cái bộ bệ, bộ rễ bệt đá này các bác. Đấy, cái thời gian quá lâu mà để những cái đường đi của rễ nó bệt vào những cái kẽ đá này, hang hốc này. À, tườn theo từ dưới gốc cho xuống này, phải nói là kinh ngạc đấy. Này, bên này cũng vậy này. Nó đẹp cả hai mặt bác ạ. Đây là cây xanh quê. À, cái chất xanh quê thì các bác biết rồi, cái rễ của nó rất nhỏ và đều rễ. Đấy. Tức là tại vì cái mặt đá ở dưới là viền đá hòa thì cái cờ nó khá nặng, nó vỡ vào đá rồi bác ạ. Ừ. Phải giống Đấy, như đây là anh dê để chúng ta xem được phía đối diện này. Thôi thế thôi cũng được. Đây cái phía đối diện. Hai mặt của cái bệ đá đều đẹp, đều như nhau tất. Những cái nhìn nẽn dê đẹp quá này. Đến cái chân cái bệ nó chảy ra thích không? cái cỏ nó già quá mà cái thòn nó có ù sụn rồi bác ạ. Vâng. Chính thời tiết hôm nay quá đẹp bác ạ, nó không nắng hay nó đỡ bị ngược sáng. Bác nhìn này, nhìn cái Đẹp bộ quá. cài nó rất ù cục nhá. Cái này thì nó lên đá từ năm 2008 2006 cũng gần 20 năm trên đá rồi. À, phải nói là cái dòng sành quỳ thì nó mới có được những cái bệ này. Đúng rồi. Còn nếu làm liền thì nó sẽ béo. Quan trọng là cái lá của nó ấy, bác ạ. Lá rất là nhỏ. Đây chúng ta nhìn cái quả phúc anh ấy để lại nhiều hơn cả để nhìn đây. Anh ấy vừa mới xuống vặt lá để đón cái đợt lộc mới để tạo nhiều dăm hơn. Tức là cái chốt lá ở đây cháu nhận định là nó là dòng lá nhỏ các bạn ạ, lá đẹp, trời Hiểu cái rồi. lá này còn sướng hơn lá làm điên rồi. Và là một cây xanh trực ngũ phúc ôm đá. Phải nói cái bệ đá thì riêng cái phần rễ bệt và những cái nét đẹp của giữa 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 cây và đá phải nói rất là đẳng cấp, rất là hài hòa. Cái nơi thì nó đang ở Đặt một trên một cái chậu tàu, cái chậu là chậu 1 mét và chậu rộng rất mỏng cho và nên nó nổi cái bệ đá lên đẹp thật đấy. 1 mét và 66 anh chú bác Vâng, ạ. dài 1 mét, rộng 66. Và Đấy là cái chậu ở dưới, chậu cái mỏng. cây nơi thì nó phải tầm 4 người mới về được bởi vì cái khay đá là nó khá lớn Nó rồi bác nặng ạ. cái đá. Và Chứ còn chiều cao từ dưới mặt chậu cho lên đến cây cũng không phải là cao. Nhìn cái bệ đá này nhưng mà hóa ra lại không cao. Bởi vì cái chiều cao của thân của cây nó cũng rất là thấp, thấp, nó cây ngắn. thì cao có 80 thôi các Đấy, 80 cm thôi. bạn. Chiều ngang tán là 1,5 m bạn. Cây này thì bao nhiêu tiền hả cháu ơi? Cái này cho đang bán với giá là 62 triệu. Và 62 triệu. Và cháu nghĩ là một cái cây sành khá là khó tìm. Chất lượng từ già, bị và cái dáng nhá. Tuyệt vời đấy. Ok thì Đấy, bây giờ để tôi làm cái ảnh tổng thể cả cây này. Có xoay được không ấy, không nó đổ xuống người chết. Thôi thế này cũng được, chéo chéo này được rồi cháu ơi. Nào tôi để anh tôi lấy cái ảnh cả cây này. Rồi 66 triệu 62 triệu. à, 62 triệu. Và
Vâng, chia tay với tác phẩm xanh quê bệ đá quá đẹp luôn, giá 62 triệu, chúng ta di chuyển một cái bệ xanh Nam Điền. Nam Điền ạ. Tuổi trời của cái này rất là cao. Gần như ba vai nhỉ. Yeah. Nó là ba vai ba thân. Ba thân. Vâng. Được cái là Tam Đà Phúc Lộc Thọ. Làm rất kỹ bác ạ, cắt chuyển từng đoạn một này. Rồi, à, làm cắt chuyển. Cây cũng là những tầm cây lùn lực chứ không phải là cao đâu. À, xem độ tuổi này. À, độ sụn của cây nhá. Cây rất là gầy, ù sụn nhá. Ừ. À, xem cái già nó bắt đầu nó là nền những cái ù. Vâng, dần dần nó biến. Nó biến và nó kéo ra đẹp ấy. Nói chung là cây sành này thì mình phải nói là nó là những cái hàng mà ở trong chợ lâu lắm rồi bác ạ. Ừ. Mà đa dạng gốc thế, ví dụ như cái gốc này nhìn vào nó như một cái trực hoành các bác ạ. Đấy, thần trực, thần hoành. Ừ. Mỗi một gốc nó đều có một cái dáng nhìn và chiều phải đó thì là kiểu đây ba rồi thon, ba vai. Đây là chiều phải rồi. Đấy. Quay thêm một chút nữa thôi. Đấy. Rồi. Tổng chiều cao nếu mà sau này làm xong cây thì chắc thì khoảng độ 70. Là tính cả quả phúc chắc 70. Nó khoảng 65 bác ạ. 65. Đấy. Quả phúc lên một chút nữa. Tức là chắc khoảng 70. Cái cổ bọn này nó đang hơi nhỏ nên là cháu đang phải thả cho nó to hơn. Rồi. Còn đối mình đang sửa. Cái này chắc là giao lưu là 79 triệu nhá. Vâng, giá 79 triệu. À, với cái giá này cháu nghĩ là thì anh em thợ mang về có thể là vẫn giao lưu vào cùng được. Ừ. Với những cái dáng đúng và mà nó tuổi cao rồi làm rất kỹ bác ạ. Chủ yếu là bây giờ chơi là theo cái gu này đấy. Vâng. Không cao, khống chế chiều cao vừa phải, cốt cách đẹp. Và bây giờ chúng ta lại tới một cái tác phẩm xanh. Cái này nó là một cái tán tầng bác ạ. Bây giờ nó vẫn còn những cái nét của tay vai này. Tay một nhánh này, hai nhánh của một tầng này. Bên này là ba này. Và vết này nữa là bốn này. Và cái vết đục này nữa. Đục này là đục thân này. Và thân chính đấy. Đấy, từ cây tán tầng mà gốc bệ như thế này mà trở thành cây lùn rất là thấp nha. Đấy. Biến bác nào mà nhìn qua mà thấy yếu ấy thì cháu sẽ gửi ảnh nó không có lá để mà thưởng lá nó dễ hơn. Ừ. Cái này thì nói là tán tầng nhưng mà cũng tạo tác khoảng 10 năm từ lúc hồi bác ạ. Ừ. Bác tưởng tượng ngày xưa nó chặt thớt ở đấy mà nó nùi rích rắc cái cổ ngọn này hay những cái tay này ngày xưa nó chặt lên đời này bác, xong nó diễn phải nói là cũng rất là lâu rồi. Đấy. Những cái cây như thế này thì nó vì là nó vừa mới lên lá thì thành ra là cái để mà ngắm nó trên hình ảnh thì nó hơi khó nhìn. Nhưng mà nó gai đá bao lắm rồi, nó bệt đá rồi bác ạ. Cây này nó cũng khá là nhiều tiền đấy. Rồi. Đấy, toàn là bộ là hàng cốt chậu lâu lắm bác ạ. Như thế là chắc là giao lưu là 168 triệu. Vâng, cây xanh có giá 168 triệu. À. Chính cây này là hàng lá nhỏ đấy. À. Sau này nó có già cái lá này, nó nhỏ, răm ngắn. Ra mầm mà cái răm nó đã ngắn thế này mà. À. Đúng, cái giác lan. Rồi, đi di chuyển tiếp cháu ơi. Và chúng ta tiếp tục đến với một cây xanh bám đá này. À, đây là bám đá chứ không phải là được ký đá, được một đặt ngồi trên đá, mà đây là áp đá đấy. Một viên đá liền khối từ dưới chân đế lên
cây xanh bọc kín một phía. Cái nơi thì nó là xanh quê bác ạ. Rất nghệ thuật nhỉ. Vâng, xanh quê nhưng mà cái chất lá nữa ấy, thì cho thấy rất là ok, lá nhỏ. Ừ. Tại vì thời tiết mưa này mưa nên là khi mà số lá mà dính mưa ấy mà nó lên lá thì lúc đó lá nó hơi to hơn. Nhưng mà nếu mà được nắng lên thì lá nó cô hơn bác ạ. Quan trọng là cái tổng thể là cái dáng này. À, cái dáng này, cái chất cười. Đấy, quay sang phía bên này nhìn cho nó rõ hơn rồi các bác ạ. Nó già lắm đấy bác ạ. Nằm dọc theo cái khe đá này, từ dưới đất này lên nhá. Sau đó lên đây, luồn sang bên này để tạo thành hai thân trực huyền. Đây là thân trực vươn lên trên đỉnh của viên đá này. Và bên này là thân huyền đổ xuống đây này. Đấy. Nó ra sảnh quỳ nhưng mà để vào lên được những cái gài giá cốc thì lâu lắm. Ừ. Cây này thì giá bao nhiêu cháu? Cây này nó đang giao lưu là 28 triệu anh nhá. Rồi, 28 triệu. Vâng, một cái sảnh quỳ rất là cổ. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Đây cũng một cây xanh quê nữa. Cây xanh quê này chơi theo lối cổ đặc biệt đấy. Thực sự là cổ đấy, tự nhiên đấy. Nó là một cái cây mà nhỏ nhưng mà gọi là cổ nhỏ. Cái cây này nó bé nhưng mà nếu mà nói về tuổi thì nhiều cây lớn phải gọi nó bằng cụ đi, bằng cụ thật. Tôi thấy các địa y của nó lên kinh ấy. Tại vì cái cây xanh quế này cháu biết là nhẹ nhàng của nó. Cháu xoay đi, khỏi bác phải vòng cái hàng đấy, cứ xoay hết một lượt đi. Vài chục năm tuổi đấy bác ạ. Mâm xoay của anh đâu hết rồi? Mâm xoay là kiểu để lo quá. Giờ mưa dậy nắng hỏng hết. Và nếu mà tháo ra bồi mỡ là được. Đấy, như cái này nó không xoay nữa rồi bác ạ. Nó cứ dính nước bên trong ấy. Bi nó dỉ hết rồi. Cũng dùng bà làm muốn làm rồi. Thế thôi, nó phải có cái hạn sử dụng của nó chứ. Cây này bao tiền anh? Cây này cháu đang giao lưu là 28 triệu nhá. Rồi. Bác nào mà thích thì cháu sẽ có những cái clip quay riêng trong đờ kích thước các thứ. Được rồi, nhất trí. 28 triệu đúng không? Bây giờ sang đến một cây bám đá đây này. Ui, cây này nhìn nghe có vẻ phiêu thế nhỉ? Ui trời. Xanh đam điền. Cái huyền này thì để mà bác biết là tạo tác những cái canh huyền này thực sự là nó rất là vất vả. Bởi vì cái canh huyền thì nó lâu lớn xong rồi mà nhưng cái cây này thì được cái là canh huyền thì nó hoàn thiện rồi, hiện tại là đang làm cho nó dây dầm thôi chứ không phải là nuôi thêm cái gì cả. Này là quan trọng là cái phần đá này. Riêng mà đi bữa các bác mà có một cái cười huyền như là mà lên đá này là riêng tiền cồn nhẹ nhàng là 20 triệu bác ạ. Và những cái người gọi là thợ đá bình thường rồi chứ không phải là thợ gọi là số 1 bây giờ đâu. Nên là cái mầm đá này cái thợ đá này là lấy cồn cào lắm, bởi vì bây giờ thợ đá này có giá thế nhỉ? Ốc đá bây giờ nó khác ngày trước các bạn ạ. Đá bây giờ nó nghệ thuật. Thế là gì cho thấy là đẹp cả hai chiều. Được. Chiều này nó có cái chiều sâu của nó. Đấy. Mà bắt đầu đá mới dễ, cởi bắt đầu đang hóa rồi. Cháu nuôi thả rồng như thế là hơn một năm trời. Để mà nuôi những cái đường dầm này. Đấy, toàn bộ vị trí này là hiện tại là như thế này là đều là làm dầm hết rồi bác. Những rồi. Cái chi chính là có đủ hết rồi. Xong rồi. Giờ chỉ có làm tán nữa thôi. Tạo dầm lên tán nữa là xong, lên bông nữa là xong. Và cái này thì ở cái giá khoảng bao nhiêu cháu? Cái này cho đang giao với 79 triệu. Và 79 triệu.
Rồi. Bác quay cho những cái vị trí này. Những cây này là phải nói là cái tuổi của nó phải rất cao nhé. Wow, nhìn những cái tay này. Rồi. Nó gầy, nó sụn, nó lâu lắm rồi. 79 triệu cái này bác nhé. Rồi. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video số 1, chúng ta đến với một tác phẩm xanh tiếp theo. Cây này nó lên màu đồng vàng óng cả nha. Nhỉ. Ở đây thì nó là cháu tạo tác từ ngày nó là những cái cười mà nó cụt. Thời điểm trước ngay trong mùa có như là học nghề đấy, cây xanh này có những cây xanh học nghề xanh này 3 năm trước này. Mùa từ lúc cụt mà đến bây giờ bán nó còn vẫn lỗ vốn. Bởi vì thời điểm bây giờ là cây nó rẻ hơn thời điểm mới năm trước. Như cái này nó đang giao đúng 19 triệu nhé. Rồi, báo giá 19 triệu. Đó, nhìn cái độ, nó cũng rất là nhiều điểm, điểm khó, điểm đẹp ấy. Được rồi. Mà cũng là cắt giật toàn bộ đấy bác ạ. Cháu không uốn rời đâu. Rồi, ok. 19 triệu. Và bây giờ Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video số 1 để chúng ta di chuyển những cuốn sau. Đến với vườn anh Duy An, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.